Ủa sao anh có hẹn mọi người tới đây nữa hả? Ừ, kêu ở đây mà còn gấp lắm nữa kìa. Chắc lại khoe khoang cái gì nữa rồi. Tôi còn lạ gì xa mình nữa. Đừng có nghĩ không tốt về người khác nha. Có điều gì nói lẹ đi. Thì nhà tôi á mới mua một cái cây thông siêu to khổng lồ luôn á. Nên là tôi khoe với mấy bạn nè. Tôi sẽ đem cây thông này để đi dự thi ấn tượng đó nha. Cứ chờ đó, rồi tôi sẽ có một cây thông ấn tượng hơn Sam cho mà coi. Ê, ê, tôi chờ tôi. Anh ca. Em cần anh giúp. Giúp gì? Em muốn làm một cây thông Noel để thắng Sam. Không được. Khoa học là niềm vui, là sự sẻ chia, không phải để thắng thua. Giúp em đi. Nếu anh chịu giúp em sẽ bao anh ăn bánh. Ừ. Còn chân chơi gì nữa? Bắt tay vào làm thôi. Sao anh chở mình nhanh như cá vậy? Các em thử nghĩ đi. Để trang trí một cây thông tuyệt đẹp, cần phải có một bộ óc năng khiếu thẩm mỹ tuyệt vời. Như anh chẳng hạn. Thua. Thiệt rồi. Ủa? Anh dễ xấu lắm hả? Đúng vậy. Nhưng mà không sao đâu anh. Mỗi người đều có một biệt tài riêng mà. Hả? Anh thật sự dễ xấu lắm hả? Đúng vậy. Làm sao để có một cái thông thật ấn tượng bây giờ? Ui. À, tôi có cách rồi. Ủa? Cây thông của Sam có được nhiều chứ trâu lấp lánh. Vậy thì mình treo nhiều chứ trâu lấp lánh hơn cây thông của Sam là thắng rồi. Nhưng mà kiếm đâu ra số lượng trâu lấp lánh nhiều như vậy? Thì mình thổi bong bóng cho nó sơn kim tuyến lên rồi treo lên cây thông là thành trái trâu rồi. Ừ. Rồi lỡ nổ bong bóng thì sao? Dạ thì xui. À, em có ý tưởng này nè. Sử dụng công cụ rất là đơn giản. Ừ. Đầu tiên, Vivi sẽ đội một ngôi sao lên đầu. Sau đó, tôi sẽ cổng Minh, Minh sẽ cổng Vivi. Vậy là chúng ta đã có một cây thông sáng nhất lớp rồi. Nghiêm túc quá hả? Tôi không có bị ảo tưởng đâu. Bây tưởng hay đó chứ. Thôi, đừng nản chí. Anh sẽ cho mấy em coi một bảo bối này.